Giang chào mọi người nha. Ngày hôm nay Giang có một người anh nha mọi người. Hai anh em quen biết với nhau ở trên mạng á, cũng đã rất là lâu rồi, cách đây cũng 3 năm rồi mọi người. Nhưng mà chưa có bao giờ lần nào gặp mặt với nhau hết á. Thì ngày hôm nay thì ảnh mời Giang đến phòng của ảnh á, làm một món gì đó để hai anh em ăn gặp mặt nhau lần đầu tiên. Đó, anh Lộc cũng có làm một cái kênh YouTube đó mọi người. Kênh của ảnh là tên Sơn Lộc Channel nha. Kênh của ảnh là chuyên về ăn uống nè, rồi giải trí nè mọi người, là kể chuyện nữa. Nói chung mà cô chú anh chị mình yêu thích ảnh á thì cho anh xin một đăng ký kênh nha. Còn cái món ngày hôm nay Giang làm á là cái món lẩu gà chanh ớt nha. Món này á thì gần tới ngày Noel nè mọi người, lạnh lạnh á ăn rất là ngon nha, rất là bắt luôn mọi người. Thì cái vị của nó là chua cay nha mọi người, chua cay và thơm mùi lá chanh nha. Đó, ở đây thì hôm bữa Giang cũng có video hướng dẫn cho mọi người làm nấu và cụ thể rồi. Nói chung á tới đây á thì cái phần nguyên liệu của anh Lộc á thì mua, còn như Giang á là Giang chỉ có bỏ công Giang nấu thôi à mọi người. Mọi người thường hay nhắn tin hỏi Giang á học nghề nấu ăn á là có khó hay không, thì Giang cũng xin nói thật luôn nha, học nghề nấu ăn này nó rất là dễ nha mọi người. Cái quan trọng nhất là mình phải yêu nghề, chứ mình học dở dở á 1 2 năm mình bỏ nghề á thì cũng không có được đâu mọi người ạ. Người ta có câu nói á, là món ăn nó đa dạng nha mọi người. Riêng bản thân của Giang á, nấu được rất là nhiều món nha. Cô chú anh chị và mọi người yêu thích video nấu ăn của Giang á, thì cho Giang xin một đăng ký kênh nhé mọi người. Cái phần lá chanh xác nhuyễn á, là mình cho vô sau nhé mọi người. Vậy là mình đã có một cái nồi lẩu gà chanh ớt nha. Giang mời mọi người cùng ăn với hai anh em của Giang nha. Rồi cuối video Giang xin chúc tất cả mọi người xem video của Giang thật nhiều sức khỏe nha. Giang hẹn mọi người video kế tiếp nha mọi người. Bye bye mọi người nha.